Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Đây là một tập ngắn để quay lại cái quá trình mà tôi trao đổi đồ với dân làng anh em ạ. Thì đầu tiên thì để tôi giới thiệu cho anh em qua một chút về cái này. Thì đó là mỗi dân làng ở trong này á, là nó đều không có nghề. Và tùy vào cái hộp dụng cụ của nó thì chúng nó sẽ làm cái nghề, nó dựa theo cái hộp dụng cụ của nó. Thế nên là bây giờ tôi sẽ làm hết tất cả cái số dụng cụ của bọn nó và tôi đặt vào bên cạnh bọn nó để cho bọn nó có nghề đó, sau đó thì chúng mình mới trao đổi được hàng của nó. Đó, anh em thấy chưa, tôi đã làm xong hết tất cả các hộp dụng cụ rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ mang hộp dụng cụ đi để đưa cho dân làng, để dân làng có nghề anh em ạ. Thì mỗi đứa dân làng chỉ làm được một nghề thôi, nên là mỗi thằng mình sẽ chỉ đặt một hộp dụng cụ thôi.
xong rồi đó anh em. Bây giờ tôi phải đi chặt cây để trông nữa, tôi còn trao đổi gỗ với cái thằng làm gậy trong làng anh em ạ. Cái bọn dân làng nó hơi hài hước, mình đưa đồ cho bọn nó sẽ đưa lại ngọc cho mình á, chứ nó không đưa tiền cho mình đâu. Đó, thì mình đã trao đổi với bọn nó qua ngọc, thì bọn dân làng nó rất là thích ngọc. Nó giống kiểu là bọn lợn trong địa ngục cũng rất thích vàng á, đó. Thì tôi sẽ phải trao đổi cái gậy với cái thằng này. 32 gậy là được được một viên ngọc. Thì sau khi mà tôi đã có ngọc lục bảo rồi thì tôi sẽ mang đi để đổi với thằng làm giáp. Mình đổi càng nhiều thằng làm giáp, cái level nó sẽ lên càng cao, và đến cái level max là cái level 5 á thì nó sẽ đổi toàn giáp kim cương anh em ạ.